Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, nhiều đồng hương chúng ta nói quán phở của một đồng hương gốc Việt chúng ta tạo sự xôn xao cả nước Mỹ và có sự tham gia trực tiếp của năm dân biểu gốc Việt cùng lên tiếng. Thành phố Portland, Oregon đang xem xét lại quy định hiện hành liên quan đến mùi thức ăn. Lý do mà tiệm phở Gabo do một người Việt làm chủ ở Portland đã bị đóng vào ngày 28 tháng 2. Sau khi năm dân biểu gốc Việt của tiểu bang lên tiếng và cho rằng Điều này đó là sự kỳ thị và không hợp lý. Đó là sự tạo ra một tiền lệ vô cùng xấu. Trước đó một cư dân nặc danh trong khu phố nơi tiệm phở tỏa lạc đã phàn nàn với thành phố về mùi thức ăn của phở gà bò. Theo đài truyền hình KOIN, trong một lá thư gửi cho thành phố vào ngày thứ Tư ngày 6 tháng 3 năm 2024, năm dân biểu Daniel Nguyễn, Hải Phạm, Khanh Phạm, Thùy Trần và Hòa Hiền Nguyễn tất cả đều thuộc đảng Dân Chủ cho biết là dân cử trong cộng đồng Việt Nam, chúng tôi tin rằng vụ đóng tiệm phở Gabo tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và đưa ra một thông điệp vô cùng khó khăn có liên quan đến sự đa dạng văn hóa tại Portland. Chúng tôi tin rằng quy định hiện hành của thành phố là kỳ thị và không khách quan, xét theo bất kỳ một tiêu chuẩn nào gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ do người gốc thiểu số làm chủ. Năm vị dân cử gốc Việt nói tiếp. Trong lá thư, 5 vị dân biểu hộ quyết định của nghị viên Rubio tạm ngưng tất cả phàn nàn về mùa thức ăn của tiệm phở cho tới khi xem xét lại quy định và thay đổi để bảo đảm là hành động này không mang tính kỳ thị. Cô Chilean là tránh văn phòng của nghị viên Rubio, nói nữ nghị viên rất quan tâm và có nhiều thắc mắc một cách nghiêm túc về các ảnh hưởng tiêu cực của quy định hiện tại. Khi biết vụ tiệm phở Gabo bị đóng cửa, văn phòng nghị viên đã gặp chủ tiệm và sau đó bà yêu cầu sở dịch vụ phát triển tạm ngưng các phàn nàn về buổi thức ăn có liên quan đến các nhà hàng và bắt đầu ngay lập tức đánh giá lại quy định hiện hành và đưa ra các đề nghị thay đổi. Theo như cô liền nói cho biết tiếp như vậy. Theo như cô thì nghị viên Rubio hy vọng quy định hiện hành sẽ được thay đổi càng sớm càng tốt mặc dù phải trải qua một tiến trình xem xét một cách kỹ lưỡng. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn để truyền hình KPTV, Ông Eddie Dong là chủ nhân của Phở Gabo, cho biết doanh nghiệp của ông đã bị ảnh hưởng một cách nặng nề và rất nhiều khách đã bỏ đi. Ông nói, đây là lần đầu tiên trong 6 năm kể từ ngày tôi mở tiệm này và bị phàn nàn về mùi thức ăn. Hiện nay tôi không thể mở cửa tiệm, không bán được gì cả bởi vì không ai muốn đến đây khi tiệm của tôi tọa lạc trong một khu phố như vậy. Căn bản mà nói tiệm vào này coi như là mất trắng tôi rất thất vọng giận dữ bởi vì tôi chỉ bán thực phẩm và mùi thức ăn của nó trong văn hóa phở trong đó chỉ có là xả gà heo bò gia vị và bánh phở mà thôi ông đồng nói tiếp ông cũng cho biết ông cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách gắn hệ thống lọc nhưng chi phí quá đắt đỏ ông tìm mọi cách để mùi thức ăn phở đừng bay ra khu phố và thậm chí ông đã hầm thịt ở một nơi khác nhưng đều đã không thành công và ngày Chủ nhật tuần trước, ông không còn cách nào khác là phải đóng cửa tiệm phở của mình. Nhân viên của tiệm đã phải nghỉ. Tôi thực sự là bị thiệt thòi, mất một phần ba thu nhập. Ông Đồng là chủ của ba tiệm phở Portland nói như vậy. Theo thông báo dán trên cửa trước, tiệm phở đã bị đóng vì thành phố cũng như là khu phố khiếu nại về mùi thức ăn và chúng tôi nấu nướng cũng như là mùi thức ăn mà chúng tôi phục vụ cho quý khách. Hiệp hội khách sạn và nhà hàng Oregon còn gọi tắt là ORLA đã loan báo đây là lần đầu tiên họ nghe nhà hàng bị đóng cửa vì bốc mùi như vậy. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, nhiều người hiểu sự việc không biết tại sao chính phủ thì thiếu về ngân sách để mà chi trả và có nhiều lần bị đe dọa đóng cửa và khiến cho Chính phủ phải tiếp tục vay tiền từ FED. Tuy nhiên, người ta nói nghịch lý rằng chính phủ không có tiền vẫn cứ có tài tiền để mà tài trợ cho quốc gia này quốc gia kia và số tiền tài trợ đó từ đâu mà ra? Chẳng phải từ tiền thuế của từng người dân Mỹ đóng vào hay sao? Vào sáng ngày thứ ba, ngày 13 tháng 2, thường viện thông qua khoản ngân sách khẩn cấp nhằm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel làm dồi dào cho khí tài của Hoa Kỳ, cũng như cung cấp thức ăn, nước uống và viện trợ nhân đạo bổ túc cho thường dân tại Gaza, theo hãng thông tấn AP. Nhiều người Mỹ nói rằng kinh tế nước Mỹ cũng đang suy sụp và sự lạm phát đã ảnh hưởng sâu rộng trong từng đời sống của từng gia đình. Thế mà họ dùng số tiền đó và họ giải thích cho người dân Mỹ rằng số tiền đó là dùng để viện trợ và sự thật sau những cuộc viện trợ đó được bao nhiêu và số tiền đó thực sự đi về đâu người dân Mỹ hoàn toàn không hề biết. Họ chỉ biết chắc chắn một điều là số tiền thuế của họ, tiền mồ hôi nước mắt của họ đóng vào bây giờ bị người khác sử dụng mà thôi. Thượng viện loại bỏ khoản tiền đến từ nỗ lực của lưỡng đảng nhằm tăng cường thực thi chính sách di dân tại biên giới giữa Mỹ và Mexico sau khi phần lớn các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa dưới sự dẫn dắt và cho rằng đề nghị của lưỡng đảng không thỏa đáng việc từ bỏ ngân sách biên giới làm cho chi phí của dự luật giảm xuống còn khoảng 95,3 tỷ đô. Nhiều người hiểu biết câu chuyện về di dân và những di dân ở đây là di dân bất hợp pháp đã tràn vào nước Mỹ thì họ đang ủng hộ về chính sách là tăng về quỹ để bảo vệ biên giới mạnh mẽ hơn, tránh tình trạng những kẻ xấu trà trộn và những dòng người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên một sự thật rằng cũng có những người hoàn toàn họ không ủng hộ chính sách bảo vệ biên giới mà họ đang bảo vệ chính sách mở cửa biên giới để đón chào tất cả mọi thành phần những con người dù tốt hay xấu đổ tràn vào nước Mỹ trước đợt bầu cử sắp tới. Khi Thượng viện thông qua khoản ngân sách khẩn cấp và tài trợ cho những nước đang tham chiến thì việc tiếp nhận sửa đổi hay để nó vào dĩ vãng đó là tùy thuộc vào Hạ viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đặt ra nghi vấn mới về khoản tiền này trong một tuyên bố vào tối ngày thứ hai. Ngày 12 tháng 2 năm 2024, ông nói rõ rằng có thể mất vài tuần hoặc vài tháng trước khi Quốc hội đưa ra văn bản luật định hiện diện tại là bài làm việc của Tổng thống Joe Biden nếu như có. Khoảng 60 tỷ đô số tiền thuế lấy từ người dân sẽ được dùng trên danh nghĩa là hỗ trợ cho những quốc gia đang tham chiến đó là Ukraine và họ nói rằng đây là số tiền để giúp cho Ukraine tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga. Nổ ra gần 2 năm trước, trong đó gần 14 tỷ đô cho phép Ukraine tự trang bị khí tài thông qua việc mua võ khí và đạn dược và gần 15 tỷ đô khác cho các dịch vụ hỗ trợ như huấn luyện quân sự và chia sẻ tin tức tình báo. Nhiều người nói rằng chưa bao giờ chiến tranh có thể kết thúc chiến tranh, mà chiến tranh chỉ có thể làm tăng thêm chiến tranh mà thôi. Chỉ có sự hòa bình, sự ôn hòa mới có thể làm ngăn chặn chiến tranh diễn ra tiếp theo mà thôi. Phải chăng những nhà tài phiệt họ đang tài trợ và họ đang đứng đằng sau và dịch dây những cuộc tài trợ này để họ bắn tống bắn tháo đi những kho vũ khí được cho là đã hết hạn của họ và đang tồn kho một lượng lớn những vũ khí đó. Và nhiều người hiểu biết và chia sẻ rằng phải chăng số tiền thuế từ người dân họ nói họ lấy tiền thuế để viện trợ nhưng họ có thể biến đổi số tiền đó vào túi của họ và chuyển sang hình thức và quy đổi ra các loại vũ khí để chuyển đến ukraine kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng